Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Trực tiếp toàn cảnh đám cưới đình trí vợ doanh nhân trẻ. Lễ cưới diễn ra trang trọng và thân mật với khoảng 500 khách mời thân thiết nhất Đám cưới của đình trí vợ doanh nhân trẻ ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 22 tháng 5. Dương đình trí xúc động chia sẻ, đình trí tròn 41 tuổi cũng là ngày đánh dấu một cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Giờ đây trí đã có một bến bờ vững chắc để nương tựa, một người tri kỷ để chia sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống. Lễ cưới được tổ chức kín đáo, chỉ mời người thân, bạn bè khoảng 500 người tham dự. Sau hơn một năm hẹn hò, cô dâu chú rể chính thức về chung một nhà. Hai người quen nhau qua giới thiệu của một người bạn, cha My kém đình trí 6 tuổi. Anh từng tiết lộ có nhiều người theo đuổi nhưng đặc biệt ấn tượng với vợ hiện tại. Hai người yêu xa nhưng thấu hiểu. Nam ca sĩ chia sẻ, bà xã rất tôn trọng công việc của anh. Đám cưới có sự chung vui của các bạn bè đồng nghiệp lễ cưới của Dình Chí được trang trí sang trọng và lãng mạn với hoa tươi, hệ thống đèn lung linh. Đôi uyên ương có lúc không kìm được xúc động nên bật khóc. Khi được chú rể đỡ tay lên sân khấu, cô dâu cha My đã rơi lệ vì hạnh phúc còn chú rể Đình Chí cũng không giấu được cảm xúc dưng dương lệ. Ca sĩ Dương Đình Chí sinh năm 1979 là con trai thứ hai của Lệ Thủy. Thấy nghề ca hát khổ cực và nhiều thị phi, nữ nghệ sĩ cải lương gạo cội quyết tâm đầu tư cho con sang Úc học kế toán. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp hai bằng đại học tại xứ người, con trai bà vẫn một lòng hướng về quê hương, quyết tâm làm ca sĩ và hát nhạc bolero, dân ca, chữ tình. Đã gần chục năm qua, Dương Đình Trí khởi xướng và duy trì chương trình bước chân hai thế hệ, mỗi năm ra hai đến ba số, kinh phí mỗi số lên đến tiền tỷ nam ca sĩ cho biết khi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, anh đã nỗ lực hết mình để mắc con trai lệ thủy. Lúc đầu ai cũng biết tới Dương Đình Chí vì là con trai lệ thủy. Nhưng nói một cách công bằng thì nếu con trai của lệ thủy hay của một nam, nữ nghệ sĩ nào đó mà họ không có khả năng nào nhất định thì họ có thể tồn tại được trong showbiz nhiều cạnh tranh tới như vậy không? Ở đây tôi không nói tôi hay, nhưng hơn chục năm qua những cái tôi đã làm người ta ít nhiều cảm nhận được. Dương Đình Chí tâm sự thời điểm anh bắt đầu hoạt động, mẹ anh thấy tiếc con trai có bằng đại học kế toán ở Úc lại bỏ để đi theo nghệ thuật. Nhưng theo anh đó là cái duyên rồi, vì đam mê nên không thể bỏ được. Anh kể sau khi bước chân hai thế hệ ra đời được 2 đến 3 năm và có tiếng vang thì mẹ mới ủng hộ công khai hơn. Dương Đình Trí cho biết bản thân mình làm gì cũng quyết tâm nên được mẹ tin tưởng. Quý tử của Lệ Thủy cho biết làm chương trình này không có lãi nhiều, đôi khi còn lỗ. Nhưng anh vẫn muốn phát triển tiếp vì muốn cho mẹ và các đồng nghiệp có một sân khấu chỉnh chu. Hai các tác phẩm tâm đắc dù thời hoàng kim của sân khấu đã đi qua. Nam ca sĩ tiết lộ thêm, để có thể duy trì được bước chân hai thế hệ gần chục năm qua, anh luôn biết ơn đến sự ủng hộ của nhiều fan ngầm. Họ là những người không công khai tên tuổi hai đơn vị của mình ra nhưng vẫn âm thầm ủng hộ chương trình và lệ thủy suốt 10 năm qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.